Thưa quý vị, như ngày hôm qua chúng tôi đã đưa tin, tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, tạp chí y học nổi tiếng và lâu đời nhất trên thế giới, có người đọc ở hơn 175 quốc gia đã đăng tải kết quả nghiên cứu của nhóm bác sĩ Việt Nam về thụ tinh trong ống nghiệm làm giới y khoa thế giới xôn xao. Ngay trong ngày hôm nay, phóng viên Chuyển động 24 giờ đã có cuộc gặp với 9 bác sĩ này để hiểu hơn về quá trình nghiên cứu và tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Với câu trả lời phương pháp phôi đông lạnh và chuyển phôi tươi khi thụ tinh trong ống nghiệm đều có kết quả mang thai như nhau, nhóm nghiên cứu gồm 9 bác sĩ đã tạo ra bước ngoặt về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Theo bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, lâu nay thụ tinh trong ống nghiệm có hai trường phái, một là đông lạnh phôi và hai là chuyển phôi tươi. Nhiều chuyên gia trên thế giới vẫn loay hoay tìm câu trả lời phương pháp nào là hiệu quả. Chúng tôi thực hiện một cái nghiên cứu là so sánh kết quả có thai, tỷ lệ trẻ sinh sống và những cái biến chứng liên quan đến thai kỳ giữa hai cái kiểu làm này. Thì chúng tôi, cái kết quả nghiên cứu chúng tôi ghi nhận được đó là cả hai cái phương pháp đều cho cái tỷ lệ có thai giống nhau, đều cho cái số trẻ sinh ra đời đó và các cái tỷ lệ biến chứng đều giống nhau. Với kết quả nghiên cứu này, tùy theo từng người phụ nữ, các bác sĩ có thể chọn phương pháp nào phù hợp, đồng nghĩa giảm chi phí và tăng tỷ lệ có thai cho các cặp vợ chồng. Mình thấy ở điều kiện Việt Nam, con người Việt Nam, mình có thể làm được những nghiên cứu với cái tiêu chuẩn khắt khe nhất mà ý nghĩa ứng dụng cho toàn thế giới được, tức là cái chuyện đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Cái mà chúng tôi vui mừng nhất á, từ cái nghiên cứu này á, không phải là được đăng trên cái tạp chí mà có cái chỉ số ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, mà cái chúng tôi vui mừng nhất là chúng tôi tìm ra được một cái phác đồ điều trị mà đem lại hiệu quả cao và biến chứng thấp cho những cái cặp vợ chồng hiếm muộn. Mất 4 năm, nghiên cứu liên tục trên 792 bệnh nhân tại phòng nghiên cứu như thế này. Công trình nghiên cứu của nhóm bác sĩ Việt Nam được đánh giá là thành tựu lớn, làm cơ sở khoa học cho các chuyên gia trên thế giới. Ý nghĩa hơn cả là nghiên cứu đã mở ra hướng điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh, mong mỏi chờ con.